Ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VN Direct, và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là có anh Bùi Lê Văn, là trưởng phòng quản lý tài sản, sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi liên quan đến cổ phiếu, cơ hội đầu tư hay là một số xu hướng ngành, thậm chí là diễn biến trong phiên hay là diễn biến xu hướng sắp tới của VN Index. Thì trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin được giới thiệu khóa học của VN Direct. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình, đó là khóa học trực tuyến DGO DTrade, là khóa học về giao dịch giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng trading của mình, cái khả năng giao dịch cũng như là tìm những cái cơ hội có hiệu suất đầu tư tốt ở trên thị trường, và mình có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro chỉ sau 2 tháng. Thì em sẽ để cái đường link đăng ký ở trong phần chat cho các anh chị tìm hiểu thêm về khóa học này của VinDirect. Thì như thường lệ, chương trình ngày hôm nay là sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là phần điểm qua diễn biến thị trường của ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần chia sẻ của chuyên gia về diễn biến của thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành và cổ phiếu. Và phần cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp, trả lời với chuyên gia của các khách hàng. Em cũng xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với phần thứ nhất là phần diễn biến thị trường. Thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình, như em đã chia sẻ ở đây, cuối phiên là VN Index của chúng ta là vẫn tăng 6 điểm, 6,23 điểm, để đóng cửa ở mức 1391.63. Mặc dù vậy thì tuy nhiên là hầu hết diễn biến của VN Index ngày hôm nay hay là VN30 là ở trong một màu đỏ, là cái lực bán khá là mạnh diễn ra trong suốt cả ngày giao dịch ngày hôm nay cho đến khi buổi chiều. Thì nếu chúng ta nhìn cụ thể vào cái biểu đồ Market Watch ở đây thì chúng ta có thể thấy được là cái độ rộng thị trường, để cho thấy là cái mức cái sự áp lực bán buổi sáng nó lớn đến như thế nào, khi mà đã có đến lúc VN Index có đến hơn 74%, gần 75% các cổ phiếu là giảm điểm, trong khi đó các cổ phiếu giữ được màu xanh là chỉ quanh 15-16%. Và sau đấy thì mặc dù là màu xanh là cái cổ phiếu tăng điểm là có chiếm ưu thế lại, nhưng phải đến chiều, sau 2 giờ chiều thì thật sự là cái mức xanh này nó mới bắt đầu chiếm ưu thế hơn so với màu đỏ, khi chúng ta có thể thấy là kết thúc phiên là số cổ phiếu tăng điểm 216 lớn hơn so với cả số cổ phiếu giảm điểm 209. Và cái việc VN Index tăng xanh ngày hôm nay ở cuối phiên là có sự đóng góp rất là lớn đến từ cổ phiếu Hòa Phát, khi Hòa Phát đã có một pha kéo điểm khá là tốt, khá là tích cực sau 2 giờ chiều. Ngoài ra thì một số cổ phiếu tăng giá tốt trong ngày hôm nay là GAS, FPT hay là MB, VIB. Ở chiều ngược lại, chúng ta có thể thấy một số cổ phiếu giảm điểm là Vinamilk, Masan, Sabeco, 3 cổ phiếu thuộc nhóm ngành hàng đồ uống và thức ăn. Ngoài ra có một số cổ phiếu bất động sản giảm điểm như là Phát Đạt hay là Novaland. Nếu chúng ta nhìn vào thanh khoản của thị trường ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy thanh khoản ngày hôm nay là suy giảm khá là rõ rệt so với cả phiên ngày hôm qua, khi mà giá trị giao dịch của chúng ta là chỉ đạt hơn 19.000 tỷ ở trên sàn HOSE thôi, so với cả ngày hôm qua là đến 25.000 tỷ, là giảm đến 600 tỷ. Trong phiên ngày hôm nay thì khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng hơn 50 tỷ. Sau phiên ngày hôm qua khi mà Hòa Phát bị bán ròng khá là mạnh thì hôm nay khối ngoại đã quay trở lại mua ròng 66 tỷ. Ngoài ra thì một số cổ phiếu khác được mua vào nhiều như là ETF của DC, Vinhomes, Sacombank, Hoa Sen hay là VRE. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là cổ phiếu Nam Long, bị bán ròng 88 tỷ trong ngày hôm nay. Theo sau là cổ phiếu VRE bị bán ròng 45 tỷ. Hay là Vinamilk bị bán ròng 50 tỷ, VNJ cũng bị bán ròng 30 tỷ. Nếu chúng ta nhìn vào cái đồ thị kỹ thuật này thì chúng ta có thể thấy là VN Index sau một thời gian là giao dịch ở quanh cái ngưỡng 1.400 đến 1.390 thì một số các phiên gần đây đã bắt đầu xuất hiện cái mức giảm điểm về đến mức hỗ trợ 1.380. Cụ thể nếu mà chúng ta nhìn vào biểu đồ theo giờ của VN Index ở đây thì chúng ta có thể thấy là VN Index đã chạm cái mốc 1.000 giảm xuống dưới 1.380 một số lần chúng ta có thể thấy ở đây, nhưng đây là một mức hỗ trợ khá là quan trọng của VN Index, khi chúng ta thấy là nến luôn bật tăng trở lại mỗi khi chạm vào cái ngưỡng hỗ trợ này. Vì vậy kỳ vọng là cái ngưỡng hỗ trợ này sẽ là cái mức hỗ trợ tốt cho VN Index trong thời gian tới. Và chúng ta có thể thấy cụ thể cái diễn biến ngày hôm nay là đã có 2 lần, một lần là vào lúc 9 giờ sáng và một lần vào lúc 13 giờ chiều, là cái chỉ số VNX của chúng ta đã chạm xuống dưới mức 1.380.
Nhưng sau đấy thì buổi chiều là có một cái mức tăng khá là mạnh. Sau 2 giờ chiều thì chúng ta thấy là đã tăng đến 9 điểm. Nếu chúng ta nhìn vào diễn biến của VN30 thì chúng ta có thể thấy là cái mức tăng điểm mạnh cuối phiên của VN Index là được hỗ trợ khá lớn bởi VN30. Chúng ta thấy là so với cả VN Index thì đồ thị ở VN30 tệ hơn rất là nhiều khi mà giảm. Lúc trước là đã giao dịch ở VN30 là giao dịch ở trong quanh cái khung là 1520 đến 1500, nhưng sau đấy thì đã giảm khá là mạnh, tầm 20-30 điểm gì đấy, cho đến khi về đến tận mốc hỗ trợ là quanh mức 1469. Và cái mức tăng mạnh này, tăng 12 điểm của VN30, là cái đà hỗ trợ chính cho việc VN Index quay trở lại trạng thái xanh trong ngày hôm nay. Thì cụ thể nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào một số cái biểu đồ thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu đóng góp khá là lớn cho cái mức tăng của VN Index trong trong phiên chiều ngày hôm nay. Đây là đồ thị 1 giờ của Hòa Phát, thì chúng ta có thể thấy là sau khi là Hòa Phát giảm khá là mạnh thì chúng ta có thể thấy là đến khi mà Hòa Phát chạm về mức 55 thì Hòa Phát đã có một cái mức bật tăng khá là mạnh ở 2 giờ chiều, tăng 2% để đóng cửa mức 56.3. Nếu chúng ta nhìn vào VN30 ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là sau khi một buổi sáng là giao dịch khá là tiêu cực thì VN30 số cổ phiếu tăng đã áp đảo hơn so với cả số cổ phiếu giảm. Thì chúng ta thấy là ngoài Hòa Phát thì còn có các cổ phiếu như là FPT, GAS hay là MB, SSI, một số cổ phiếu bank, một số cổ phiếu ngân hàng ở đây là đã tăng khá là tốt. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy là nhóm thực phẩm đồ uống là nhóm giảm khá là mạnh ở trong ngày hôm nay, ví dụ như là Sabeco, Vinamilk hay là Masan. Ngoài ra nếu chúng ta nhìn vào nhóm cổ phiếu trụ khác của VN30 là nhóm Vingroup thì chúng ta thấy là VIC tăng điểm nhẹ ngày hôm nay, VRE cũng tăng điểm nhẹ lên mức 30.6. và Vinhomes cũng là tăng điểm nhẹ lên 78.7. Ngoài ra thì nếu chúng ta nhìn vào một số cổ phiếu như là nhóm tăng khá là tốt ngày hôm qua như là nhóm bảo hiểm thì chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu bảo hiểm là đang có dấu hiệu bị chốt lời sau cái đà tăng rất là tốt của ngày hôm qua, như là các cổ phiếu như là Bảo Việt hay là Bảo Minh hay là MIG. Thì chúng ta có thể thấy ví dụ như là Bảo Việt là đã có lúc trong buổi sáng là đã tăng, hay là phiên hôm qua và buổi sáng đã tăng đến 65 nhưng sau đó là giảm điểm đóng cửa mức 64.3, hay là một số cổ phiếu như là Bảo Minh. Là chúng ta thấy là sau khi là tăng đến mức 46, 47 là Bảo Minh cũng đã có dấu hiệu giảm điểm đóng cửa mức 46 ngày hôm nay, để cho thấy là cái áp lực chốt lời là diễn ra ở cái nhóm bảo hiểm sau ngày hôm qua tăng điểm khá là tốt. Vừa rồi cũng là phần tổng hợp diễn biến thị trường ngày hôm nay của em, thì em xin phép được nhường lại mic cho anh Văn ạ. Xin mời anh Văn ạ. Cảm ơn Nguyên đã chia sẻ về thị trường. Thì để tiếp nối cái thông tin mà để gửi đến quý anh chị và các quý anh chị và nhà đầu tư, thì mình sẽ chia sẻ một số cái góc nhìn của mình trong ngày hôm nay. Thì đối với trong góc nhìn thì mình có chia sẻ một cái hình này. Đây là thống kê của mình về các ngành nghề. Thống kê các ngành nghề từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tới khi mà đầu xuống tăng thì mọi người bắt đầu bật và mọi người coi VN-Index. VN-Index bắt đầu từ cái chân sóng này là 1 tháng 10. Thì 1 tháng 10 cho đến bây giờ, tức là ngay cái vùng tại thời điểm này, thì index là khoảng 1.290 điểm cho đến bây giờ là 1.391 điểm. Và đâu đó tăng khoảng 100 điểm. Thì trong 100 điểm index tăng đó thì tương đương tăng khoảng 3.9%. Hôm nay thì index tăng khoảng 0.4%. Thì mọi người thấy thống kê ra thì có những ngành nghề nào mà đang dẫn dắt xu hướng trong giai đoạn vừa qua, tức là mức độ tăng giá của tiền mạnh nhất. Thì theo cái phân bổ này của mình đó, thì nó đến từ một số cái nhóm ngành đầu vào, ví dụ như xây dựng điện. Cái nhóm thứ hai, nhóm thứ hai trong đây liên quan chắc chắn là bất động sản và bất động sản khu công nghiệp, bất động sản và bất động sản khu công nghiệp. Thứ ba mới đến nhóm phân bón. Thì cái nhóm còn lại, ví dụ cái nhóm mà mọi người rất thích là nhóm ngân hàng, thì tăng yếu hơn so với index tăng gần 4%, ngân hàng tăng 3.3%.
rồi một số nhóm giảm điện ví dụ như hóa chất hoặc là khí ga đó. Tức là cái bảng, nhìn vô cái bảng này thì mọi người thấy rất rõ các chuyển động của nó, nhìn rất rõ các chuyển động của khung thời gian từ hôm 1 tháng 10 cho đến hôm nay là 26 tháng 10, tức là gần một tháng mà mọi người thống kê. Thì danh mục của mọi người nếu mà nó nằm trong các nhóm cổ phiếu này thì mọi người sẽ biết được là nếu mình giữ một cổ phiếu bất động sản công nghiệp thì mình đang lời như thế nào, mình giữ một cổ phiếu bất động sản thì đang lời như thế nào, nếu mình giữ một cổ phiếu mà thuộc nhóm ngân hàng thì mình đang là perform nó như thế nào. Đó là một số chia sẻ của mình. Còn dẫn đến diễn biến hôm nay thì như là bạn Nguyên đã trình bày cho mọi người rồi, thì mọi người cũng coi ở đây nè, là thông tin hôm nay thì nhìn vào thì các bạn thấy là cảng biển hôm nay bắt đầu hồi phục, cảng biển hồi phục rất là mạnh, là 3.2%, rồi xây dựng và tiếp nối cái đà tăng của những giai đoạn vừa qua từ 1 tháng 10 cho đến bây giờ, cộng với đó là sự hồi phục của thép thì liên quan đến Hòa Phát, liên quan Nam Kinh, con Hoa Sen, rồi mía đường nó hồi phục, rồi thủy sản cũng đang hồi phục, và thủy sản cũng nằm trong top là có tăng giá, rồi phân bón. Tức là các bạn thấy là có những chuyển động mà mình nên lưu ý là nó vẫn đang xuống mạnh và vẫn đang tăng tiếp. Còn có những chuyển động mà mới bắt đầu là ví dụ ở đây có thể thấy là như là cạn nè, mới đầu trở lại nè, hoặc là đối với nhóm ngành mà khí ga nè đang âm 1.2% từ 1 tháng 10 cho đến bây giờ thì hôm nay bắt đầu là tăng lại mạnh mẽ. Rồi nhóm mía đường nữa thì bắt đầu mình kiểm tra và những cái trạng thái này nó có là cơ hội giao dịch cho mình hay không, thì bắt đầu mình đi với những nhóm truyền thống trước, ví dụ nhóm xây dựng bất động sản công nghiệp. Thì đây thì mình sẽ bắt đầu liệt kê cho mọi người những cái doanh nghiệp mà nổi bật thuộc các nhóm ngành đó để mọi người đi kiểm tra cho với mình là nó có cơ hội gì. Ví dụ đây là nhóm xây dựng đi, mình sẽ liệt kê đây xây dựng cho mọi người. Thì đây là một cái quest đơn giản ra xây dựng luôn. Thì ở đây ví dụ xây dựng trong ngày hôm nay nha, nổi bật là CI thì mình có chia sẻ sơ sơ là đây là một trạng thái của giá cổ phiếu thoát khỏi cái nền tích lũy và bắt đầu hình thành xuống tăng trở lại, bắt đầu thoát khỏi trạng thái tích lũy hình thành xuống tăng trở lại, và đà này mới bắt đầu và trạng thái này ok, trạng thái rất tích cực. Và các thông tin dự án của CI thì mọi người có thể tìm hiểu qua bằng việc là liên hệ với các bạn kê bai, liên hệ với bên trung tâm tư vấn đầu tư để nhận thông tin từ CI. Thứ hai là liên quan đến xây dựng là BC1 vẫn duy trì một xuống tăng mạnh mẽ từ tháng 8 cho đến bây giờ. Các bạn thấy rất rõ không? Vẫn đang là duy trì một xuống tăng mạnh mẽ tháng 8 cho đến bây giờ, và perform của BC1 là mạnh hơn so với thị trường. Ngoài ra, Likuzi là tăng vượt đỉnh nè. Cái này là có tăng vốn nè. Likuzi là có tăng vốn nè. Và Likuzi liên quan đến câu chuyện là một người đánh giá Likuzi sẽ được hưởng lợi từ việc đầu tư công nữa nè. Rồi đến một cổ phiếu mà tăng mà gọi là ấn tượng mạnh nhất trong thời gian qua là cổ phiếu Đạt Phương, tăng từ tháng 8 hoặc là cuối tháng 8 cho đến bây giờ tăng từ vùng 36 cho đến bây giờ 74. Và đây là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm xây dựng, tăng mạnh nhất cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm xây dựng thời gian qua. Thì đây là một số liệt kê mà mình gửi đến mọi người để mọi người tham khảo thực là danh mục của mình có những cái cơ hội giao dịch này không. Hiện tại trong trạng thái thì có BC1 Likuzi là đang trong trạng thái hình thành xu hướng, đang có xu hướng, còn CI là mới bắt đầu xu hướng. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai sẽ liên quan đến nhóm bất động sản công nghiệp. Thì trong quá trình mình chia sẻ về nhóm bất động sản thì mọi người sẽ gặp đâu đó những cổ phiếu mà mình đã từng giao dịch. Dù ok, hôm nay vẫn là KBC đang là tích cực, thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện KBC hôm bữa mà mọi người hỏi là ngay đây có phải vượt đỉnh hay không. Ngay đây sau đó là một chuỗi ngày nhà đầu tư ngoài bán ròng, bán rất mạnh, và liên quan đến việc là có thể là liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài biết là trong quý 3 này KBC không hạch toán những doanh thu chính để dồn sang quý 4. Thì vừa rồi quý 3 của các hành doanh của KBC hạch toán là lỗ khoảng 35 tỷ. Trong khi bản chất là các hợp đồng đã ký và nhiều thông tin của KBC nó rất rõ ràng. Và bằng thủ thuật là
hạch toán sang quý tiếp theo, thì quý 4 dự kiến là khác. Thì dẫn đến là cái thông tin đó nó phản ánh một giá trong trong xuyên suốt một cái đợt giảm từ vùng 46 giảm về đến vùng 43 trong suốt xuyên suốt thời gian qua. Còn bây giờ thì giá đang hồi phục lại từ vùng hỗ trợ, và đây là một cân giá hỗ trợ, đây là vùng cản. Mọi người xem xét nguyên cái đây là vùng cản của giá, cái vùng biên độ giao dịch của giá, nguyên là vùng biên độ giao dịch của giá. Còn nếu mà về bức tranh lớn thì mọi người thấy là xu hướng lên của KBC nó vẫn rất rõ ràng. Đó, đó là cổ phiếu thứ nhất là KBC. Cổ phiếu thứ hai là DIG. DIG thì mọi người thấy rất rõ ràng là một xu hướng tăng lớn nè, rồi ngắn hạn vẫn đang tăng nè, liên quan đến bất động sản khu vực Đông Nam Bộ là ở Đồng Nai và Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây rất nhiều lần mình chia sẻ mọi người, đây sẽ là khu vực trọng điểm về đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng. Thì vừa có phê duyệt một cái dự án là cao tốc Biên Hòa Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây là những cái khu vực mà sẽ phải đầu tư vào cơ sở tầng rất nhiều để sao, để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Ở đây có những khu vực hoạt động sản xuất là khu công nghiệp rất là nhiều, có hoạt động cảng biển rất là nhiều, là khu vực cảng Cái Mép Thị Vải ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi có rất nhiều dự án bất động sản. Thì ở đây nó hội tụ rất nhiều cái ưu thế để nó phát triển kinh tế, nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sau giai đoạn mà đầu tư công mạnh mẽ của khu vực phía Bắc. Các bạn, nếu mà các bạn nào mà khu vực cả Hà Nội lẫn ở Sài Gòn đó, các bạn sẽ được thấy một điều là ở ngoài phía Bắc cái hệ thống mà cao tốc đó, thì nó rất là tiện ích, nó rất đầy đủ xung quanh Hà Nội và các tỉnh, các bạn di chuyển nó rất là dễ. Còn phía Nam, thật sự là phía Nam mới có khu vực là đường cao tốc Dầu Dây Long Thành thôi, và đường cao tốc là Thành phố Hồ Chí Minh với Trung Lương thôi, nó chưa có nhiều, chưa xứng tầm với khu vực cái khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam để mà phát triển. Dẫn đến là cái sự gọi là kẹt xe rồi bế tắc trong vấn đề là giao thương hàng hóa rồi di chuyển, nên là cái nhu cầu đó nó cần phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất để cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng trở lại, và đó là động lực về đầu tư công. Thì dẫn đến là những doanh nghiệp và bất động sản, những doanh nghiệp liên quan đến cơ sở tầng hoặc là những doanh nghiệp liên quan đến cảng biển ở khu vực này sẽ là cái trọng điểm để thu hút cái gọi là cái cơ hội đầu tư ở đây rất là nhiêu. Thì ở đây DIG nè, số là Nam Long nè, các bạn thấy Nam Long tăng xuyên suốt trong một thời gian qua khi mình thành một xu hướng nè. Nam Long thì bất động sản nằm ở các khu vực Đông Nam Bộ rất là nhiều. Tiếp theo là Nhà Từ Liêm. Thì ở đây có một trường hợp là Nhà Từ Liêm, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là Nhà Từ Liêm á là trạng thái doanh nghiệp bất động sản là không có nợ. Các bạn đọc báo cáo quý 2 của Nhà Từ Liêm, báo cáo tài chính quý 2 của Nhà Từ Liêm đó, hoàn toàn không có dư nợ, phát triển bất động sản hoàn toàn bằng tiền tươi thóc thật, và các dự án đều rất tốt, và là doanh nghiệp bất động sản duy trì chi trả cổ tức hàng năm từ 2.000 cho đến 2.500 tiền mặt, và các dự án đều được làm rất minh bạch rõ ràng, vị trí rất đẹp và tiềm năng sắp tới cũng rất nhiều. Đặc biệt ở đây có một dự án rất hấp dẫn ở Hạ Long, khu vực trọng điểm ngoài Bắc đó, để mọi người tham khảo. Và xu hướng của Nhà Từ Liêm sao vẫn rất mạnh từ 2018 cho đến bây giờ. Rồi cổ phiếu tiếp theo, ví dụ ở đây có thêm một cổ phiếu như Hà Đô này. Hà Đô thì cái bức tranh của Hà Đô nó đi, Hà Đô với lại Đạt Phương, thực ra là Đạt Phương là có hao hao giống mô hình của Hà Đô. Đạt Phương DBG nó sẽ hao hao giống mô hình Hà Đô. Hà Đô phát triển bất động sản, sau đó dần dần phát triển qua bất động sản xây dựng và liên quan đến năng lượng là ngành điện nhiều. Thì Hà Đô cũng là đang một cái giai đoạn chu kỳ là tăng giá bắt đầu từ 2020 cho đến bây giờ. Tiếp theo là cổ phiếu SSC. SSC thì các bạn hầu như ai mà nói là hưởng lợi rõ ràng nhất của việc thực hiện cái đường cao tốc Biên Hòa, đường Biên Hòa Vũng Tàu thì chắc chắn là SSC rồi, tại vì con đường nó đi hầu như là gần như là đi qua tiệm cận với khu dự án của SSC, dẫn đến là cái tiềm năng về giá trị bất động sản mà SSC đang sở hữu nó làm cho cái tài sản ròng của SSC được nâng lên, cho nên định giá của SSC tăng lên rất là nhiều. Thì đó là còn một cái cơ hội rất rõ ràng của SSC. Đó thì mình điểm sơ một số doanh nghiệp liên quan đến bất động sản thì để chia sẻ mọi người, để mọi người có cái nhìn
về cơ hội của nhóm đó. Thì đối với nhóm ngành tiếp theo như ở đây cái hình này thì mình sẽ nói về nhóm ngành đang hồi phục trở lại đi. Hồi phục trở lại thì có cảng biển, có khí ga. Các bạn check thử cái cảng biển hôm nay là cổ phiếu nào mạnh. Đây. HH đang mạnh. HH hôm nay là giảm về lại hỗ trợ và bật lên. Thì mình có nói mọi người là khi mà giá chạm lại đỉnh, ở đây công bố thông tin gì? Dragon Capital trở thành cổ đông lớn. Các bạn giao dịch các bạn phải biết cách xử lý thông tin. Rất nhiều người sẽ lầm tưởng là công bố thông tin là Dragon Capital trở thành cổ đông lớn thì giá sẽ tăng. Nhưng mà đây là một cái bẫy giao dịch ngắn hạn thì các bạn phải lưu ý chuyện đó. Và sau khi giá giảm về vùng hỗ trợ thì bắt đầu lại bật tăng trở lại. Thì kết quả kinh doanh của HH thì đến giờ thì mình chưa thấy công bố thông tin, nhưng mà các bên thì đều đang báo cáo kết quả kinh doanh của nó khá là tích cực. Nên các bạn cứ follow theo cái nhịp là đà tăng giá là xuất phát từ tăng trưởng lợi nhuận là chính. Và HH vẫn sẽ là đầu tàu về tăng trưởng lợi nhuận của ngành. Rồi HH xong rồi bạn đến câu chuyện của VSC. VSC bắt đầu là vượt nè. Trong giai đoạn vừa qua đang cố gắng vượt nè. Và chu kỳ lớn nè, các bạn thấy vẫn tăng nè. Cùng ngày thì đang cố gắng cái vượt những cái đỉnh gần nhất của nó trong quá trình vừa qua. Thì các bạn có thể follow cái VSC. VSC là khu vực cảng Hải Phòng. Rồi dẫn đến là tiếp theo là SGP. SGP hôm nay thì bắt đầu có một cái trạng thái rất là hay. Đây là trạng thái vượt cái vùng cản ngắn hạn, vùng cản ngắn để vật. Và với cái đà này rất dễ là có thể vượt luôn cái đỉnh cũ để thành mũi xuống tăng tiếp theo. Đây là khu tân cản. Thì trọng điểm đầu tư cản của SGB sẽ liên quan khu vực tân cản và dọc khu vực phía Nam Bộ là liên quan đến cảng khu Long An nếu mình nhớ không lầm. Thì đây là cái trọng điểm phát triển của SGB. Rồi một số doanh nghiệp khác ở trong ngành cảng thì mọi người có thể follow đây. Và khi mình vừa share những cái chart xong, mọi người thấy là có nhiều gọi là thấy rất rõ ràng về xu hướng tăng. Ở trong đây thì hôm nay thì nổi bật nó không có CMDF, nhưng các bạn vẫn có thể coi CMDF. Tại vì CMDF là cảng trực tiếp, là cảng Simulink và cảng ở các mét thị bại, là đầu tàu về gọi là hưởng lợi về việc nếu phát triển cơ sở tầng và thu hút cái dòng vốn FDI, rồi dòng vốn đầu tư công, rồi dẫn đến là luân chuyển hàng hóa của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, thì FPT đơn phải là CMF vẫn là một cái đầu tàu ở đó. Và các bạn hoàn toàn có thể là xác định cái nó có những cái vùng trend range như vậy để mình chia sẻ với mọi người. Là vùng thứ nhất là vùng nền ở dưới đây, khi mà vùng hỗ trợ là đã có. Vùng thứ hai là nó sẽ set một vùng tiếp theo là cái hộp trồng lên, rồi chờ khi mà vượt đỉnh này thì nó sẽ lên một cái hộp nó giao dịch ở trên nữa. Thì các bạn biết như vậy xong thì các bạn sẽ chủ động giao dịch trong cái hộp này của một cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá. Và kết quả doanh thì rõ ràng vẫn đang trong một xu thế tăng lớn. Thì đó là ngành cảng biển. Còn đến ngành mà liên quan đến mía đường, hồi nãy thì mình có liệt kê thì mình thấy mía đường đang tăng. Thì bạn thấy là đơn giản là tồn kho mía đường, tồn kho đường của các doanh nghiệp mà sản xuất đường như là LSS hoặc SLS trong giai đoạn vừa qua là có. Tại vì liên vụ thường quý 3 là bắt đầu sản xuất đường, và đến quý 4 là bắt đầu giao cho các đơn vị mà sản xuất liên quan đến ví dụ nước ngọt, sữa các kiểu, thì được lợi là gì? Trong thời gian qua giá đường tăng rất nhiều nên dẫn đến là những cổ phiếu như SLS này, mọi người thấy là nó thành một cái xu hướng tăng rất 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 lớn trong xuyên suốt thời gian qua. Và vừa rồi ấy, là quá trình điều chỉnh cổ phiếu trước khi hồi phục lại, hoặc là LSS cũng như vậy. Nhưng mà đặc thù những cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp nên mình nghĩ là mọi người có đầu cơ thì mọi người đầu cơ thì chọn thấp thôi. Ở trong đây thì có một cái doanh nghiệp mà vừa rồi có khí ga đang tăng trở lại, và mình chọn cho mọi người cổ phiếu đồng ngành là cổ phiếu gas thì đây là đang trong giai đoạn vượt đỉnh. Và lợi nhuận của quý 3 của gas vẫn tăng 19% và hứa hẹn trong quý 4 sẽ tăng mạnh hơn nữa. Tại vì đơn giản là trong một thị trường độc quyền về khí ga thì nếu như ngành nghề được hưởng lợi thì thằng này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Và xu hướng của thằng này có, và trạng thái của thằng này đang là điều chỉnh, thì quá trình điều chỉnh này cái vùng rẻ, vùng hỗ trợ các bạn cứ mua tích lũy lên.
khi giá bật lên trở lại các bạn sẽ follow theo xu hướng tiếp theo của khi ra. Đó, đó là một số chia sẻ của mình về về các ngành nghề, các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, trước khi mà ra xong mình phải nói thêm một cái nhóm PSR đi. PSR đi là đây là sản xuất xăng dầu, hóa dầu ở Việt Nam. Thì cái tồn kho của hóa dầu Việt Nam của PSR trong quý 3 nó rất là nhiều. Và xuyên suốt trong quá trình vừa rồi thì mọi người có thể tham khảo cái chart này. Đây là cái chart biểu thị giá dầu của thế giới. Ví dụ đây là giá dầu thế giới đi, đúng không? Còn đây là giá khí thế giới, thì mọi người thấy là xuyên suốt quá trình vừa qua thì nó tăng rất mạnh mẽ. Đây là chart tháng thì đã vượt đỉnh của năm 2017 2018 rồi. Đây là giá khí nè, giá dầu nè. Thì mọi người cũng vượt luôn rồi. Thì nó chỉ còn lại vùng cản là vùng khoảng năm 2014 thôi để mà đi lên. Thì thường nếu mọi người thống kê, thường trong quý tư rất ít khi nào mà giá dầu giảm. Rất ít khi nào giá dầu giảm, giá dầu và giá khí giảm. Đó thì dẫn đến là cái cơ hội của mọi người đầu tư vào nhóm ngành liên quan đến dầu khí và khí ga nó vẫn có, là gas và PSR là hai cổ phiếu mà mình đánh giá rất là tích cực về mặt là hưởng lợi từ xuống giá nguyên nhiên liệu đang tăng ở thế giới và dẫn đến là cái khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp luôn. Ok, cái đó là một số chia sẻ của từ phía mình chia sẻ. Xong rồi, vâng, em xin cảm ơn anh Văn ạ về phần chia sẻ của anh về một số xu hướng nhóm ngành mà chúng ta cần phải chú ý trong thời gian tới. Thì trước khi mình bước sang cái phần chia sẻ, hỏi đáp với cả do là Nguyên đang bị mất mạng nên mình sẽ hỗ trợ phần trả lời câu hỏi cho mọi người nhé. Mọi người hỏi về mã CO và NT2. Ok, thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời từng người một. Từng anh chị một. Ví dụ CO, cổ phiếu CO thì CO đang có cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Kết quả kinh doanh của CO thực sự là mình không nhớ nha. Mình sẽ kiểm tra về xu hướng cho mọi người. Thì ở đây trạng thái cổ phiếu đen là đi ngang là chính, và dẫn đến đó, cái động lực tăng giá này nó sẽ không mạnh. Động lực tăng giá này sẽ không mạnh mà nó có các vùng cản có sẵn ở đây. Và nên là phải hết sức thận trọng khi mà duyệt cổ phiếu này. Đây là một giai đoạn mà mọi người đang đánh cược vào việc là nó sẽ thoát cản và nó hình thành xu hướng đối với CO. Rồi đối với cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu NT2. NT2 thì thông tin mình nhận được là doanh nghiệp được hoàn nhập giá, hoàn nhập từ EVN một khoản tiền. Mình chưa chắc rõ là khoản tiền nó khoản tiền gì, nhưng mà nhờ cái đó dẫn đến đột biến về lợi nhuận của NT2 và dẫn đến giá cổ phiếu đang tăng mạnh mẽ và lên chạm lên vùng đỉnh cao của cổ phiếu là vùng ở trên đây. Đó, thì mọi người thận trọng chuyện đó, là cái này là khoản lợi nhuận đột biến, trong khi những yếu tố nó chỉ ra là ngành điện mà dựa vào nhiệt điện đó, thì đang gặp khó khăn rất là nhiều. Thì mọi người lưu ý phần này để mọi người giao dịch. Đó, thứ nhất là NT2. Rồi câu hỏi thứ hai liên quan đến 55. Nam Long hồi nãy mình có chia sẻ rồi, nhóm bất động sản và xuống tăng của Nam Long vẫn còn, xuống tăng của Nam Long vẫn tiếp tục, và upside, bạn hỏi upside như thế nào thì thực sự là rất khó để xác định đỉnh được cổ phiếu, tại vì giá đến giờ thì vẫn đang vượt đỉnh. Thì cái quan trọng nhất là hãy follow theo xu hướng của Nam Long. Còn đối với trường hợp của Hòa Phát vẫn là được gọi là cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ trong ngành thép mà là tiêu biểu của nền kinh tế Việt Nam luôn, thì dẫn đến là đây là một cơ hội vừa đầu tư tích sản và vẫn đang duy trì xu hướng tăng, nên các bạn hoàn toàn có thể giao dịch đầu cơ theo xu hướng tăng đều được. Đó, đây là câu chuyện mình chia sẻ Hòa Phát, nên dẫn đến là đây là vùng hỗ trợ của Hòa Phát. Và hôm qua mình nói vui là hôm qua khi mình giảm xuống thì mình vẫn có mua,
mình vẫn có mua và hôm nay bắt đầu lên tăng lên trở lại. Thì may mắn thôi, giá đang tăng trở lại vì mình tin vào câu chuyện doanh nghiệp và tin vào việc là giá giảm về vùng hỗ trợ và lên. Thì đây là nếu các bạn hỏi vùng mua của Hoa Sen á, ai Hòa Phát á, thì đây là vùng mua của Hòa Phát. Vâng. Tiếp theo là nhà đầu tư Thúy Hằng ạ, có câu hỏi với anh Văn là tại thời điểm hiện tại nhà đầu tư có thể giải ngân mua mới cổ phiếu của những nhóm ngành nào ạ? Mình vừa chia sẻ nhóm ngành mà đã tăng, ví dụ xây dựng nhà, nhóm ngành bất động sản, còn nhóm ngành mà đang chuẩn bị tăng thì theo như quan sát của mình thì có nhóm cảng biển, nhóm dầu khí và khí ga nè, thì một nhóm đã tăng và vẫn sẽ tăng nữa, và một nhóm đang tăng, đang bắt đầu tăng trở lại, thì mọi người follow phần đó. Đây là cái hình mà mình có chia sẻ mọi người, hình này nè, đó thì cái hình này nè, đó thì mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra thì có một số nhóm khác, ví dụ như hôm qua thì mọi người có thể nghe câu chuyện liên quan bảo hiểm, nhưng mà đặc thù bảo hiểm thì thanh khoản rất là thấp, thanh khoản rất là thấp. Và nhóm tiếp theo là nhóm phân bón. Phân bón cũng rất hay, phân bón đang được hưởng lợi, nhưng mà mình chỉ lo ngại một điều là khi mà giá đầu vào của phân bón tăng cao quá thì dẫn đến là cái lượng sản xuất, không phải lượng mà nhu cầu tiêu dùng của người dân á, họ sẽ giảm xuống nhiều. Cái này mọi người thận trọng một xíu. Đó, thì trong cái bảng này thì thấy có một số trường hợp như vậy. Ngoài ra thì nếu mà nhóm thủy sản, nếu các bạn hỏi thủy sản thì mình sẽ khuyến nghị cho mọi người, ví dụ như ANV hôm nay đang bắt đầu là thoát khỏi cái kênh sideways nè, để thành có thể thành một xuống tăng, thì bạn follow ANV. Còn mạnh nhất trong nhóm của thủy sản thì có VHC. Đó, mạnh nhất trong thủy sản là có VHC để mọi người follow. Đó, thì một số chia sẻ như thế. Dạ vâng, tiếp theo là nhà đầu tư có hỏi anh Văn nhận định về mã Vilico. Thì anh Văn có thể chia sẻ với nhà đầu tư về Vilico không ạ? Vilico đang sở hữu sữa Mộc Châu là MCM. Và Vilico sẽ sáp nhập với lại Vilico sẽ sáp nhập với GTN. Vilico sẽ sáp nhập với GTN. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn đầu tư một cổ phiếu đang sáp nhập á, thì các bạn phải hiểu là trên thị trường nó sẽ còn thằng nào, còn Vilico hay là còn GTN. Mình thì không kiểm tra rõ, nhưng mà nếu mà xét ra về form giá thì mình thấy là GTN nó có điều kiện về thanh khoản và điều kiện về gần như là sắp sửa kết thúc xuống tích lũy và đã tăng. Tại vì trong thời gian qua MCM đang tăng rất tốt, tăng từ vùng dưới 50 lên đến gần 70, tăng gần 50%, tăng gần 40-50% trong một xu hồi phục như vậy. Và kết quả như quý 3 của MCM cũng đồng thuận với chuyện là giá tăng này xuất phát từ là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của MCM. Thì các bạn sẽ có công ty lớn nhất của nó là Vinamilk, thì trong giai đoạn đi ngang, thế nên là các bạn sẽ liên tưởng lại là VLC chỉ là khúc giữa thôi. Vậy các bạn sẽ coi là GTN hay là MCM hay là Vinamilk để các bạn chọn. Đừng chọn VLC, thì VLC bị hạn chế rất lớn về mặt thanh khoản và nó sẽ sáp nhập với GTN. Rồi xong rồi. Vâng, tiếp theo em thấy ở đây có một số nhà đầu tư có câu hỏi với cả cổ phiếu BSR là tại thời điểm này thì có giải ngân được không anh? Hay là chiều mua mới của BSR là như thế nào ạ? Đây đang là vùng điều chỉnh của BSR và vùng này hoàn toàn có thể mua được. Vùng này hoàn toàn có thể mua được vùng 23, vùng chờ mua. Và thực tế là mình có mua vùng 23 cho đến 233 thì mình có mua. Vâng, tiếp theo em thấy ở đây có một câu hỏi về sóng bất động sản dư địa cũng như là một số mã cổ phiếu, thì anh Văn cũng đã có chia sẻ ở phần trả lời của chuyên gia về xu hướng của nhóm ngành. Tiếp theo em xin được chuyển sang câu hỏi về nhận định cho mã ANV tại thời điểm này. Thì như chúng ta biết là mã ANV là một mã hôm nay đã tăng trần là khá là tích cực cho hôm nay, thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm không ạ? ANV đã báo cáo những cái ba tốt, xu hướng của nhóm ngành tốt, và giá cũng đang thoát khỏi cân tích lũy tốt và xu hướng lớn của giá vẫn đang tăng, nên dẫn đến là trong ngày hôm nay là điểm mua của cổ phiếu luôn. Thì thực tế là trong ngày hôm nay thì mình cũng có tham vấn cho một số nhà đầu tư là có mua cổ phiếu này, mua với tỷ trọng vừa phải để test cái đào nó bật lên đây. Còn hoàn toàn các bạn có thể chờ vậy nè, giá bật lên trên thì thường bật mặt lên nó sẽ test lại,
ở trong quá trình test này lại các bạn sẽ đánh giá được thật sự là nó có, nó chỉ là nhịp test hay là test rồi gãy luôn xu hướng hay là hình thành xu hướng tiếp theo, thì lúc này các bạn sẽ dễ đánh giá hơn. Hãy chờ một nhịp nhịp bật lên xong test lại, lúc này các bạn sẽ quyết định là xu hướng này nó có bền vững hay không được các bạn giao dịch. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Văn Hữu muốn hỏi anh Văn nhận định cho mã VTP ạ. Lâu quá mình coi lại cổ phiếu VTP. Thì nếu mà xem lại thì mình sẽ nói một câu chân thành là nếu đang nắm giữ hay nên bán, hay nên bán và chuyển sang các cơ hội khác rõ ràng hơn. Cổ phiếu VTP nó bị một số yếu tố, ví dụ như thanh khoản nè, thanh khoản thấp nè. Thứ hai là xu hướng đang xấu nè, giá không còn giữ được vùng hỗ trợ và xuyên qua vùng hỗ trợ giảm xuống nè. Thứ ba, nếu các bạn ngó một chu kỳ lớn hơn, các bạn thấy có cảm giác như cổ phiếu đã tạo lên vùng đỉnh rồi và bây giờ là hầu như là trong giai đoạn hiện tại không phù hợp với thị trường nữa. Đó là VTB. Tiếp theo em thấy ở đây có một số câu hỏi muốn hỏi anh Văn về thời điểm hiện tại là tích lũy các cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như là Techcombank hay là Tiên Phong Bank, tại thời điểm này thì có ổn không ạ? Đã bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu tích lũy được các cổ phiếu ngân hàng tại thời điểm này chưa? Đây là cái trạc mà anh vẫn hay chia sẻ về Techcombank đúng không Nguyên? Vâng đúng. Thì hôm bữa anh có chia sẻ rồi, vùng 54 của Techcombank là vùng cản và giá chạm một lần, giá chạm một lần và giảm xuống. Thì dẫn đến á, dẫn đến các bạn mà giao dịch theo khung á, đây là khung cản trên thì các bạn xác định khung cản dưới luôn đi. Các bạn hoàn toàn có thể xác định khung cản dưới nè. Nếu khung cản dưới của giá cổ phiếu liên quan đến 47-48 thì việc các bạn chơi vơi ở đây, ở điểm giữa đây và các bạn hỏi là giao dịch được hay không thì nó tỷ lệ risk to reward ratio là 1-1 là short cũng ăn 1 và thu 1, mà long thì cũng ăn 1 và thu 1 luôn, tỷ lệ không hấp dẫn. Nên hãy chờ một cái tỷ lệ mà nó có chênh lệch 1-1 thì các bạn hãy quyết định là long hay short. Mình nói từ thuật ngữ chuyên môn hơi nhiều, nhưng mà các anh chị cứ hình dung đi, dù cho anh chị buy hay sell, mua hay bán ở đây thì nó cũng đều có một cái tỷ lệ loss của một người là ở trên đây, hoặc tỷ lệ mua thì ok, lời thì được 1, nhưng mà nó cũng có thể giảm về đây để một người lỗ 1/4, một đồng vốn bỏ ra một lời được 1 và mất 1. Thì ngược lại các bạn short cũng như trang vậy, các bạn có thể là giá sẽ tăng lên trên đây hoặc là giá giảm về đây trong biên độ mà. Nên cái tỷ lệ này không hấp dẫn về mặt giao dịch. Nên hãy chờ, các bạn có thể chờ nó về sát đây để các bạn mua, hoặc là các bạn chờ sát ở đây ok, hoặc các bạn chờ bán là hoàn toàn hợp lý nếu tin tưởng là giá vẫn giao dịch trong biên độ này. Còn nếu các bạn hỏi mình về tích lũy đầu tư, nếu đã là tích lũy đầu tư thì vội gì phải mua ở đây, hãy chờ những vùng giá hấp dẫn hơn. Mình có quyền chờ mà, đã tích lũy đầu tư là hoàn toàn có thể chờ đợi để mua những vùng giá rẻ nhất có thể. Đó là cổ phiếu của Techcombank. Còn đối với trường hợp của Tiên Phong Bank thì nó lại khác hoàn toàn. Tiên Phong Bank đang có xu hướng tăng. Nên nghĩa là trong quá trình điều chỉnh này, điều chỉnh và vol rất thấp thì các bạn có thể chờ những cái vùng điều chỉnh này các bạn mua vào. Chờ những cái vùng điều chỉnh này kết thúc để các bạn mua vào, để các bạn follow theo xu hướng. Để các bạn follow theo xu hướng tăng, tức là giao dịch theo xu hướng tăng. Đó là cái chia sẻ của. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Kiên Đỗ muốn xin anh Văn tư vấn về điểm mua gia tăng cho PVI ạ. PVI bảo hiểm đúng không? Hãy chờ điều chỉnh xảy ra. Hiện tại là PVI đang trong một quá trình tăng giá. PVI đang trong quá trình tăng giá, đẩy giá lên và điều chỉnh thì chưa xuất hiện. Và cái này, cách nến này thật ra là nến, không phải nến điều chỉnh đâu, là nến nhịp nghỉ, gọi là tạm dừng và sau đó nó dễ thành một cái nến tăng tiếp, tại vì giá đang vượt ra khỏi ngoài band nè, hoàn toàn có thể kéo vào trong band rồi lại tăng tiếp thôi. Nên nên đó là cái nhịp mà điều chỉnh thật sự rõ hoặc retest thật sự rõ của VGI nó chưa có. Ví dụ đây nè, giảm ra ngoài, bật ra ngoài band nè, xong rồi giảm lại thì lúc này các điểm mua của bạn mới xuất hiện. Còn hiện tại thì nó chỉ là một nhịp nghỉ thôi và sau đó bật lên tiếp, thì khi bạn mua đổi theo trường hợp như vậy mà tăng thì chậm á, nó rất là rủi ro cho tài khoản của mình.
thì hãy nên chờ những cái nhịp mà chỉnh thật sự rõ, hoặc là các bạn có thể giao dịch theo biên độ tăng. Tức là thường á, những cổ phiếu bảo hiểm hoặc cổ phiếu mà sàn HNX hoặc là upcom á, do là biên độ giao dịch lớn nên giá thường hay bật ra ngoài bên lắm. Được rồi, thực ra lúc đó là lúc mà các bạn có thể thử những điểm bán, những điểm bán ngắn hạn, và sau đó khi giá mà điều chỉnh lại về trong bên thì lúc đó là cái điểm mua của bạn xuất hiện để bạn cover. Hiện tại thì chưa có điểm mua. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Đình Trần muốn hỏi anh Văn về xu nắm giữ cho SSC và BCG. Thì anh Văn cũng đã có chia sẻ quan điểm về SSC rồi, anh Văn có thể giúp nhà đầu tư giải đáp thêm về xu nắm giữ cho BCG được không ạ? BCG, một số các công ty chứng khoán thì có báo cáo định giá là vùng tầm 25 là vùng định giá của BCG, thì mình nhớ cái phần đó thôi. Còn hiện tại thì giá đang theo xu hướng tăng, và các bạn sẽ để ý một điều là BCG hay giao dịch theo kiểu là đầu ngày á thì là giá đỏ và cuối phiên thì giá xanh, nên các bạn lưu ý để các bạn có biết cách để mà bán chốt lời. Còn hiện tại mình thấy một trạng thái giá là đã tăng rất mạnh lên đến vùng vùng sức mạnh giá là vùng, nó rất là cao rồi, chỉ 80 trở lên rồi, thì lúc này là lúc các bạn không nên mua đuổi nữa, và tại thời điểm này hoàn toàn có thể điều chỉnh, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là một ví dụ này. Đây là ví dụ tiếp theo này. Hoàn toàn nó sẽ xảy ra điều chỉnh bất cứ lúc nào, nên ưu tiên vùng này là các bạn có thể chốt một lần hoặc chốt hết và chờ những cái vùng điều chỉnh nó xảy ra để các bạn có thể mua trở lại cổ phiếu này. Và tiếp theo nhà đầu tư Xuân Nghi muốn xin được tư vấn điểm mua mới cho cổ phiếu TNH và SHS ạ. TNH là như Bệnh viện Thái Nguyên ạ. Thì ok, đây là đang khởi động một xu hướng tăng và đà tăng thì đang bắt đầu. Đà tăng thì bắt đầu thì các bạn cứ, hiện tại thì chưa có điểm mua đâu. Hiện tại chưa có điểm mua ngoài điểm này. Còn việc mà đảo trong phiên như vậy, thực ra tâm lý của mọi người duyệt sẽ rất là khó. Còn hiện tại chưa có điểm mua nên chờ một nhịp test lại thật sự rõ của cổ phiếu để các bạn xuyên điểm mua sau. Chắc có lẽ là khoảng thứ ba, hôm nay thứ ba thì thứ năm thì may là sẽ xuất hiện cái điểm đó. Thì biết đâu thứ năm thì mình sẽ review phần đó cho mọi người. Còn nếu cổ phiếu như là ANV thì mình chia sẻ rồi, còn cái cổ phiếu SHS thì mình nói nhóm chứng khoán đang rất là yếu. Nhóm chứng khoán thì mình sẽ đặt ra ví dụ cho các bạn là cổ phiếu như là cổ phiếu HCM. Đây cổ phiếu là thuộc dạng là điều chỉnh xong đảo chiều. Vậy vấn đề là ra là ok, bán đúng thì không sao, nhưng nếu các bạn còn kẹp hàng thì bạn đang gồng. Các bạn đang gồng mà vị thế của bạn rất là kém. Vậy cơ sở để mình gồng có không? Cơ sở của các bạn gồng là gì? Thì nếu mà theo xu hướng thì mình thấy là xu hướng đang bắt đầu hình thành giảm xuống và đảo chiều, hình thành đà giảm luôn. Và thường cái nhịp này nó hay giảm về vùng tới vùng MA 200 lắm, nên các bạn là vùng quanh 32. Thì đối với HCM là thế. Rồi SSI thì sao? SSI cũng đang là hình thành cái đà y chang như vậy, và dẫn đến là đà giảm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Còn quay lại cổ phiếu như SHS thì bạn thấy là ok, giá may mắn là SHS giữ được cái đà tăng trung hạn, giữ là tăng trung hạn, nhưng tính ra SHS sao? Là đang giao dịch trong cân biên độ là chính, cân biên độ là chính, nên dẫn đến là cái trạng thái của cả ngành đó nó không tích cực, nên dẫn đến là cổ phiếu trong ngành đó nó cũng chưa chắc là nó sẽ tốt. Nên nếu các bạn hãy hạn chế hoặc là tỷ trọng giao dịch của SHS trong danh mục của bạn nên thấp thôi, để các bạn quan sát, giữ ở vùng này để quan sát. Còn phần lớn tiền nên bổ sung vào đầu cơ và những cái danh mục mà nó mang tính chất là đang có nhu cầu mạnh mẽ về cơ bản của doanh nghiệp, về xuống giá của doanh nghiệp bây giờ để các bạn kiếm được lợi nhuận. Còn hiện tại trạng thái của nhóm chứng khoán chưa có cơ hội như. Dạ vâng. Tiếp theo nhà đầu tư Đức Huy muốn hỏi anh Văn nhận định về xuống của cổ phiếu Hasako. Hasako hình như có thông tin mà liên quan đến giảm phí trước bạ. Giảm phí trước bạ, nhưng mà Hasako trong báo cáo quý 3 thì đang lỗ. Đang lỗ thì mọi người hãy đánh giá tình huống đó là một cổ phiếu là đang đánh giá là đang lỗ trong quý 3 nhưng vẫn tăng giá, tức là kỳ vọng của việc là quý 4 này doanh nghiệp sẽ gọi là sẽ bùng nổ về doanh số lợi nhuận khi mà giảm phí trước bạ rất là nhiều. Thì các bạn phải làm gì? Follow kỹ về. Thực ra nếu các bạn muốn đầu tư cổ phiếu này thì các bạn phải đi ra.
các đại lý của Hansaco, các bạn coi thật sự là nó bán được nhiều hay không, nó bán được nhiều hay không, các bạn nên đi thăm dò để các bạn biết thật sự số. Còn nếu như trạng thái bây giờ mình ngồi mình nói về con số kinh doanh của Hansaco, mình dự phóng cái kiểu nó không rõ, tại vì nó bị tình huống như vậy nè. Bây giờ cái sức cầu của nền kinh tế Việt Nam nó đang yếu nên mới phải đầu tư công. Sức cầu nó đến từ, có cả cầu từ tiêu dùng của người dân nữa, nhưng mà nó đang rất là yếu do nó bị cạn kiệt sau Covid rồi. Bây giờ người ta chỉ tập trung vào thắt lưng buộc bụng và tiêu dùng và những gọi là những nhu yếu phẩm thiết yếu thôi, và chờ quá trình tái tích lũy tài sản lại. Còn bây giờ đối với trường hợp mà xe ô tô là những tài sản có giá trị của người Việt Nam đi, mà trong giai đoạn mà túi tiền người Việt Nam đang bị sụt giảm như vậy, thì dẫn đến cái sức cầu nó có nhiều hay không thì mình chưa biết, và bởi vậy nó mới giảm phí trước bạ để kích cầu với trường hợp là mua sắm xe ô tô. Thì mình chia sẻ như vậy để mọi người có thêm đầy đủ thông tin. Và còn trường hợp của mình thì mình thấy là giá đang là trong biên độ thôi, chưa có hình thành xu hướng, nên dẫn đến là cái trạng thái của cổ phiếu này chưa có cơ hội giao dịch nhiều. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi với điểm mua gia tăng cho IJC ạ. Đi cổ phiếu gì Nguyên ơi? IJC ạ. À, EC hả? IC thì hôm bữa là mình vẽ một cái sơ đồ có sẵn ở đây nè, giá tăng lên test lại nè, rồi bật nè. Thì mọi người là quá trình bật rồi, thì bây giờ các bạn chờ nè, các bạn xem những vùng cản nó đang có nè. Đây vùng cản đang có nè, quanh vùng 33 nè. Các bạn hãy quan sát tiếp đi, quan sát kỹ vùng 33 này. Tại vì có một báo cáo đánh giá là TDC, công ty liên quan đến nó, là lời rất ít, lời rất ít. Thì ngược lại TEC lại lời nhiều. Mà trạng thái của EC thì tăng thì cũng không tăng ấn tượng lắm, tăng ở mức trung bình thôi, tăng mức trung bình thôi. Thì các bạn có thể là follow kỹ để các bạn thấy là có những cái vùng cản có sẵn của EC này, hãy chờ nó vượt qua hẳn thì các bạn follow tiếp xu hướng. Còn không thì chạm đây nó rất có thể là quay lại vùng hỗ trợ, vùng tích lũy của nó trong giai đoạn vừa qua. Và tiếp theo nhà đầu tư Đức Thiện có một câu hỏi khá là cụ thể với anh Văn. Với một cổ phiếu như OCB, giá vốn 27 thì kỳ vọng của OCB là gì? Và liệu còn tiếp tục nắm giữ được không với giá vốn như hiện tại ạ? OCB vẫn nắm giữ được, và đây là quá trình retest, quá trình điều chỉnh hoặc retest mà mình đang chờ. Đó là vùng này các bạn có thể mua tích lũy mua được nè. Và giá mục tiêu hôm bữa thì mình cũng có chia sẻ khi mình review thị trường chung với lại bạn Linh đó, là giá khoảng quanh 30. Vì trong cái ngành nghề hiện tại, ngành ngân hàng, thì các báo cáo của các nhìn đang khá là sụt giảm so với giai đoạn trước. Nhưng mà riêng OCB thì vẫn có cái gì đó nó rất là ấn tượng, là tăng trưởng 50% quý này. Và mình biết thêm nhiều thông tin nữa là OCB được quản trị bởi người Nhật, Nhật có đầu tư góp vốn, thì nó quan điểm thận trọng nó cũng giống như là trường hợp của VCB ấy, mà vẫn đang chu kỳ tăng trưởng. Thì hoàn toàn các bạn có thể là follow cái đà tăng này. Còn cơ bản thì hầu như các doanh nghiệp ngân hàng của Việt Nam ấy, thằng nào mà đang báo cáo lời, đang có tăng trưởng mạnh ấy, thì nó còn dư địa để nó báo cáo đó. Cái đà tăng của nó thì hoàn toàn bây giờ nó quyết định bởi xuống giá thôi. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn xin anh Văn tư vấn về triển vọng của dòng chứng khoán trong thời gian tới. Như chúng ta cũng biết thì giá của các cổ phiếu chứng khoán giảm khá là mạnh. Thì anh Văn nghĩ là cái xu hướng này của nhóm chứng khoán trong thời gian sắp tới là có thể được thay đổi không, hay là vẫn tiếp tục xu hướng giảm ạ? Xem xét cổ phiếu đầu ngành là Vindi đi các bạn thân em. Mình có thể tạm coi cổ phiếu đầu ngành Vindi, tại Vindi trong thời gian qua là có mức độ tăng ấn tượng nhất. Thì các bạn thấy là Vindi đang có gì? Đang có kênh sideways. Đang có kênh sideways. Đang kênh sideways ở trên. Đang có kênh sideways vùng này. Và dẫn đến là cái trạng thái này nó chưa phá vỡ. Chưa phá vỡ thì nó sẽ không hình thành xu hướng. Nó có thể phá vỡ theo chiều gì? Theo chiều lên. Nó cũng có thể phá vỡ thì chiều xuống để thành một cái đại giảm về đây, nên các bạn phải phải kiên nhẫn chờ. Thật ra trong giao dịch đó, có một câu rất hay là quan sát và kiên nhẫn, quan sát và chờ đợi, kiên nhẫn và chờ đợi. Hãy nên kiên nhẫn và chờ đợi,
chờ đợi cái giá thật sự nó hình thành những chuyển biến rõ ràng để mình có thể là giao dịch theo. Hiện tại nếu các bạn đặt cược ở vùng này, còn trong vùng này thực ra bản chất nó không có ý nghĩa nhiều, các bạn cũng chẳng đoán được là nó lên, các bạn cũng chẳng có cơ sở để nói nó xuống đó. Hãy nên chờ là cái trạng thái này nó phá vỡ bằng việc là nó kết thúc quá trình đi lên hay đi xuống. Thì ví dụ như các bạn coi SI thì các bạn thấy là trong tháng 4 quý 1 đi, quý 1 các bạn cũng thấy nè, nó quyết định một vấn đề là nó đi lên hay đi xuống. Thì lúc đó nó dùng dần mãi đến thời điểm này thì nó mới quyết định nó đi lên thì nó mở ra xuống tăng tiếp theo của nhóm chứng khoán. Thì các bạn cũng nên chờ như vậy, chờ giá thoát ra được cái vùng giao dịch trend range đã để các bạn quyết định là nó có thành xuống hay không. Đó, thì chia sẻ với nhóm chứng khoán là như thế. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn anh Văn chia sẻ nhận định cổ phiếu FRT ạ. Nhóm ngành bán lẻ hiện tại là FRT, thực ra là trạng thái đang điều chỉnh nè, đang điều chỉnh và các bạn có thể mua tích lũy từ từ nè, và xu hướng thì vẫn có và tăng. Ở đây mình chỉ nói về xu hướng, mình không bàn những vấn đề cơ bản doanh nghiệp, không bàn những giá. Thì quá trình điều chỉnh vừa xảy ra và đang bật lên từ vùng hỗ trợ thì các bạn có thể follow theo xu hướng này đối với FRT. Còn đối với DC World thì đang là bắt đầu là quá trình là dòng tiền hỗ trợ, lực mua bắt đầu xuất hiện. Còn giá thật sự đang là phản ứng dừng giảm thôi, dừng quá trình điều chỉnh thôi, còn tăng lên thì chưa có. Đối với các cổ phiếu như là thứ ba như MVKG thì cũng đang quá trình điều chỉnh thôi, chưa có tích cực. Thì trong đó thì FRT tích cực nhất, thì các bạn follow theo FRT để các bạn, nếu các bạn hiểu về ngành đó và đã trading cổ phiếu FRT nhiều lần thì các bạn cứ follow theo xuống tăng của FRT. Và tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn là ngành thủy sản thì ngoài ANV ra còn những mã nào nổi bật mà có thể giải ngân nữa? ANV, VHC, ANV, VHC nè, rồi FMC nè, FMC đang bật lên từ vùng hỗ trợ nè, FMC bật lên lại nè. Rồi ngoài ra có một số cổ phiếu cũng đang là bật lên khỏi cái vùng trading range của cổ phiếu như là CMX đang cố gắng bật lên khỏi, nhưng mà những trạng thái này là trạng thái nó chưa rõ ràng. Và các bạn sẽ thấy là đây là một vùng trend range nó kéo khá lâu của cổ phiếu ngành thủy sản rồi. Hãy nên chờ nó thật sự thoát khỏi đã rồi các bạn hãy giao dịch. Ví dụ CMX xong các bạn sẽ ngó đến là MBC. MBC các bạn cũng sẽ thấy, nếu mà MBC các bạn cũng sẽ thấy là đây là một vùng cản khá lâu của cổ phiếu này rồi. Và nó chưa bứt phá khỏi. Thì nên chờ nó sẽ bứt phá khỏi. Còn đối với cổ phiếu như VHC thì các bạn sẽ thấy nó bứt phá khỏi rồi. Nó bứt phá rồi nên dẫn đến thành tầng đã tăng rất rõ ràng. Rồi FMC nó cũng bứt phá rồi nên nó đã tăng. Rồi đến bây giờ ANV đang là bứt phá khỏi vùng ngắn hạn cổ phiếu đây, đang bứt phá vùng ngắn hạn nên cái đà tăng của ANV nó rất rõ ràng. Còn những cổ phiếu kia thì trạng thái không lớn, không dài hạn của nó chưa bứt phá. Nên các bạn cứ quan sát kỹ. Và đó là mình chia ra cho các bạn thấy những trạng thái nào đang có cơ hội. Ví dụ ANV nè, VHC là đang có cơ hội lớn, FMC thì các bạn tích lũy quan từ từ khi giá hồi phục trở lại. Còn những cổ phiếu khác thì các bạn nên chờ, kiên nhẫn chờ. Và tiếp theo nhà đầu tư có một câu hỏi với một cổ phiếu đã tăng rất là nóng trong thời gian vừa rồi là ITC, thì tại thời điểm hiện tại có nên chốt lời ITC không ạ? ITC thì do là mình không có thông tin về, mình lâu rồi mình chưa có định giá cập nhật ITC nên là bạn hỏi chốt lời thì mình cũng không biết, nhưng mà mình thật sự là rất là chúc mừng bạn vì bạn đã lời cổ phiếu ITC này, tại vì mình đã follow nó từ 2019 2020 nhưng mà mình không có điểm để giao dịch tại vì thanh khoản rất là thấp và nó không có đà tăng giá mạnh mẽ. Nhưng trong khoảng một tháng trở lại thì ITC tăng giá quá mạnh mẽ và mình đã bị lỡ mất cái điểm mua cổ phiếu này, và do yếu tố thanh khoản nữa nên là thật sự là bạn có lời mình rất là vui, ấn tượng vì là bạn đã đầu tư thành công cổ phiếu này. Còn việc hỏi chốt lời không thì mình nghĩ là cái nếu theo đà này nhá, thì cái vùng giá mục tiêu của ITC, cái vùng cản có thể có ITC nó còn cao, còn 28 các kiểu, thì cái đà này vẫn lên, cái đà này sẽ vẫn lên và chưa có dấu hiệu gì gọi là xấu hết. Thì nếu các bạn follow và giao dịch theo một cái chu kỳ lớn thì ok, vùng giá
vẫn còn ở trên cao rất nhiều, và hoàn toàn là tích lũy vùng này và đi lên một vùng cao hơn nữa có thể. Còn đối với trạng thái ngắn hạn đó, trạng thái ngắn hạn đó thì hoàn toàn các bạn đó giá tăng nhiều thì chắc chắn nó sẽ có điều chỉnh, giá tăng nhanh và nhiều chắc chắn nó sẽ có điều chỉnh. Các bạn hoàn toàn có thể ngó vào một cái trường hợp như đạo Phú Mỹ này, giá tăng nhiều mạnh này chắc chắn sẽ có điều chỉnh đó, thì các bạn cứ follow như vậy để có hình dung ra là ITC nó sẽ như thế nào. Ok, xong câu hỏi của ITC. Nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn về điểm mua mới cho C4G ạ. C4G vừa bật ra khỏi cân đó, và điểm mua nó xuất hiện thì nó sẽ quanh vùng này là, và giá đang lật so với khung vùng mua có thể là 10%, thì các bạn có thể chờ như vậy là giá bật như vậy chắc chắn sẽ có retest, và cái điểm retest khoảng 3-5% trở lại thì cái điểm retest này thì bạn có thể quan sát, và khi nó bật lên trở lại các bạn bắt đầu mua là quanh vùng này. Đây là trạng thái của ITC của C4G. Ở C4G thì cái xu hướng lớn của nó vẫn đang tăng, nên các bạn đã hoàn toàn yên tâm với việc là như theo xu hướng cổ phiếu này. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn về trạng thái nắm giữ với cả PTB ạ. VTB Phú Tài anh ạ. Phú Tài thì thông tin mình được biết là xuất khẩu gỗ Phú Tài rất là nhiều. Xuất khẩu gỗ của Phú Tài rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy một điều là kết quả nhân quý 3 ra tăng kỷ lục và giá giảm. Kết quả kinh doanh quý 3 ra tăng kỷ lục và giá giảm cũng hơi bất ngờ. Thường thông tin tốt ra thì giá sẽ tăng, mà này thông tin tốt ra giá giảm. Thì đây là một cái hiện tượng mà mình thấy là cần nên thông tin để các bạn check và phân tích kỹ. Thì đối với nhau thấy là điều chỉnh, và khi điều chỉnh thực ra là lại là cơ hội. Cơ hội thì các bạn có thể chờ vùng là 108 nè. 108 này các bạn giao dịch nè. 108 là vùng hỗ trợ trung hạn cổ phiếu, và các bạn hoàn toàn chờ vùng đó để quyết định xem giá cổ phiếu nó còn tiếp tục xuống hay không. Đó thì nếu bạn hỏi vùng mua thì mình bắt đầu quan sát từ vùng 108 đến 110 để mình quan sát. Và giá bật lên khỏi vùng đó thì mình bắt đầu mình giao dịch. Đó thì mình cái góc nhìn chia sẻ của mình Phú Tài. Chắc chắn là cái hoạt động kinh doanh của Phú Tài nó vẫn rất là ổn định và rất là tốt. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi quan điểm của anh Văn về triển vọng cho cổ phiếu ROS sau khi đã chuyển sàn. ROS thì là một cổ phiếu đáng quan tâm của nhóm ngành chứng khoán, và đây các bạn thấy là mình phóng to cho mọi người thấy. Đây là quá trình sideways up đúng không? Sideways up, và có những cái nến rút chân ở vùng hỗ trợ kéo lên rất là rõ ràng, và dẫn đến là nếu mà xét theo cái thủ thuật đó, giao dịch đó, thì bạn sẽ thấy đây là cổ phiếu được control về giá rất tốt, kiểm soát về giá rất tốt, và các bạn hoàn toàn là follow theo xu hướng của giá cũng như này để hoàn giao dịch. Và đây cũng cổ phiếu mà nếu mà các bạn lướt trong nhóm chứng khoán đó, thì cái khả năng loss của bạn sẽ thấp, kiếm lời đều bền, do nó có xu hướng duy trì là sideways up trong suốt thời gian qua. Nếu mà so sánh được performance thì nó sẽ tốt hơn so với các cổ phiếu chứng khoán khác trong xuyên suốt thời gian qua, khoảng 2 tháng qua. Đó mình chia sẻ, góc nhìn chia sẻ của mình như vậy đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Hà Vi muốn hỏi anh Văn tư vấn cho cổ phiếu SCR ạ. SCR một trạng thái này, nguyên là một trạng thái là bật ra khỏi band này, bị ép lại. Để ép lại các bạn cứ chờ quá trình này nó bị ép lại. Bị ép lại như thế nào để quá trình retest của nó xảy ra, thì biết đâu nó sẽ có điểm mua cho mọi người quanh từ cái đỉnh này giảm khoảng 3-5% rồi nó sẽ bật lên lại. Thì mình thấy một điều là xuống giá của SCR đang rất mạnh. Xuống giá của SCR đang rất mạnh, xuống tăng giá của SCR đang rất mạnh. Thì các bạn cứ chờ những nhịp test trong ngày á, trong ngày cổ phiếu SCR từ đỉnh giảm khoảng 3-5%. Và sau đó các bạn thấy giá xanh lên chỗ đâu, các bạn có thể follow theo xu hướng của SCR. Thì đó là cái điểm mà mua, gọi là mua theo cái đà tăng mạnh của cổ phiếu. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn ạ. Và câu trả lời về SCR của anh Văn cũng là câu trả lời cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Do thời lượng chương trình có hạn nên là
có một số câu hỏi ngày hôm nay khi chưa được giải đáp thì em cũng xin phép để lại đường link của trung tâm tư vấn ở dưới đây, như các anh chị có thể thấy, để các anh chị có những cái thắc mắc chưa được giải đáp cho ngày hôm nay có thể truy cập đường link ở trên để mình có thể vào hỏi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mình về cơ hội đầu tư cũng như là những cái cổ phiếu mình đang nắm giữ, để các chuyên gia có thể tư vấn một cách hợp lý và phù hợp nhất cho các anh chị ạ. Trước khi được kết thúc buổi hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ về những khóa học hiện tại của VnDirect với các anh chị quý nhà đầu tư của VnDirect ạ. Thì như em cũng đã phổ biến thì cái khóa DTrade là cái khóa học trực tuyến mới nhất của VnDirect sẽ giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình khi mà được làm việc trực tiếp với các chuyên gia giao dịch của VnDirect để nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Thì các anh chị có thể truy cập đường link em để trong chat để tìm hiểu thêm về khóa học. Ngoài ra thì VnDirect cũng có một số khóa học đầu tư trực tuyến khác phù hợp cho các mong muốn cũng như định hướng đầu tư khác nhau của các anh chị. Thứ nhất đó là khóa con đường sức khỏe tài chính, an tâm đầu tư, sẽ giúp các anh chị có thể hoạch định được kế hoạch tài chính cá nhân cũng như là theo dõi tháp tài sản của mình. Thứ hai là khóa học đi stock đầu tư cổ phiếu, là sẽ giúp các anh chị có thể tìm hiểu thêm cái cách mình có thể nghiên cứu về doanh nghiệp cũng như là cái cơ hội đầu tư của mình trên thị trường. Thứ ba là khóa phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán, giúp chúng ta có thể trang bị thêm kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán cũng như là giúp chúng ta có thể an tâm hơn, vững chắc hơn đối với cái quyết định đầu tư. Và cuối cùng đó là khóa học D-Wealth, sẽ giúp chúng ta hoạch định được tài chính cũng như là quản lý tài sản chúng ta thông qua những kiến thức được các chuyên gia chia sẻ, và chúng ta cũng sẽ có những cái công cụ quản lý tài sản và cái tư duy đầu tư một cách rất là hệ thống. Các anh chị quan tâm đến khóa học có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở bên phải màn hình ở dưới đây ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn anh Văn vì đã tham gia đồng hành cùng với các nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn các anh chị quý khách hàng của VnDirect đã tham gia cùng với chương trình nhịp đập thị trường ngày 26 tháng 10. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào mọi người.